Trong giáo lý Đại Thừa Đức Phật thường nói Chuyển phiền não thành Bồ Đề Thật ra Phiền não và Bồ Đề Là một Khi mê Trí huệ biến thành phiền não Khi giác ngộ Thì phiền não biến thành Bồ Đề Đích thực Chỉ ở nơi mê ngộ khác nhau từ đó cho thấy tu học phật pháp mục đích cuối cùng là khai trí huệ tóm lại mà nói nói một cách rõ ràng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề danh từ này có thể dịch mà không dịch vẫn dùng âm dịch Đây là thuộc về tôn trọng không dịch Học Phật cầu điều gì? Chính là cầu điều này Dịch thành chữ Hán rất dễ Chỉ có sáu chữ Vô tượng chánh đẳng chánh giác Trong sáu chữ này có ba giai đoạn Trước là tự chánh giác chánh giác thực sự đã giác ngộ. Chính là a la hán. Tiến thêm một bước nữa là chánh đẳng chánh giác. Đẳng đồng nghĩa với chánh. Không phải ta. Đồng nghĩa với Phật. Họ chưa thành Phật chỉ là Bồ -Tát. À, Bồ Tát Bồ Tát đồng nghĩa với Phật Kém hơn Phật một bậc. À, Đến khi phiên mãn gọi là Vô tượng, tượng chánh đẳng tượng chánh giác Vô thượng chánh đẳng chánh giác đồng. Là trí huệ Phật Chánh đẳng chánh giác Là trí huệ của Bồ Tát trên Chánh giác là trí huệ của A-la-hán A-la-hán à, -há bao gồm Bích Chi Phật à, Cùng một đẳng cấp đó. phải trí huệ mới có thể đoạn phiền nặng